sẽ tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng, và hôm nay sẽ giới thiệu cho mấy chị về một dòng sản phẩm, đó là The Ordinary. Đây là dòng sản phẩm hàng hiệu của Mỹ nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm gọi là serum cấp nước phục hồi da. Đặc biệt là dòng sản phẩm này rất là thích hợp đối với những cái làn da mà da dầu. Hôm trước em có giới thiệu cho mấy chị về dòng sản phẩm The Ordinary này dành cho nhạy cảm rồi, thì hôm nay sẽ giới thiệu dành cho những cái làn da bị dầu hoặc là những cái làn da bị khô nha. Đây là dòng sản phẩm cải tiến và giúp cho làn da của mấy chị được phục hồi đối với những cái làn da khô và da dầu, những cái làn da thiếu nước nha. Sản phẩm này được ví như là một cái mút thần có thể giữ được một cái lượng nước gấp 1000 lần khối lượng của nó, được sử dụng rộng rãi trong nhiều cái sản phẩm dưỡng ẩm trên thị trường. Thành phần chính là serum 1% cấp nước dưỡng ẩm cho da rất là hiệu quả, những cái vitamin B5. Thời gian gần đây là một chủ đề làm mưa làm gió trên các trang group làm đẹp, là một loại vitamin tan trong nước và cồn, không tan trong dầu, cực kỳ lành tính cho da. Vitamin B5 hoạt động như chất bảo vệ làn da và giúp da được tự nhiên giúp giảm ngứa, sưng đỏ, phục hồi làn da sau lăn kim hoặc là trị mụn, thúc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương và tăng độ bền vững cho làn da, và giúp những cái mô liên kết sẹo. Vitamin B5 có công dụng hiệu quả trong việc xóa dịu làn da bị kích ứng, đồng thời phục hồi cái lớp biểu bì da bằng cách là cung cấp oxy và chất béo cho da. Ngoài ra đã có chứng minh rằng vitamin B5 liên tục sử dụng trong 8 tuần sẽ có thể giảm mụn lên đến 50%. Đặc biệt là dòng sản phẩm có thể là cung cấp nước cho da và giảm mụn lên đến 50%. Điểm vượt trội của serum này là hãng quảng cáo có chứa phân tử HA nhỏ, nhỏ vừa và nhỏ to, hiệu quả dưỡng ẩm cho da, nhiều chiều và đa chiều và ngắm sâu. Không phải là sản phẩm có chứa HA nào cũng hiệu quả, bởi mức độ phân tử sẽ quyết định độ thẩm thấu vào da. Cách sử dụng về cái dòng sản phẩm này rất là đơn giản. Sau khi rửa mặt thật sạch, lau khô, các bạn cho 1-3 giọt serum vào lòng bàn tay, xoa đều vỗ nhẹ lên mặt và dùng các đầu ngón tay dắt massage lên từ 30 giây đến 1 phút, đều đặn mỗi ngày, 2 lần sáng và tối, sẽ có một làn da đẹp nha mọi người. Đây mọi người đã thấy cái chai serum The Ordinary. Cái dòng này là nó có chữ là Hyaluronic Acid 2% cộng B5 nha. Đây là những cái dưỡng chất tốt cho da và cực kỳ an toàn, lành tính cho da, cung cấp nước. Những cái phân tử nước từ to nhỏ khác nhau, nó sẽ cung cấp nước cho da, giúp da được căng miệng và dưỡng ẩm cho da, không có bị mất nước, không bị khô nước, cũng như là giúp những cái làn da mà bị đang bị mụn thì nó sẽ giảm hẳn nha. Nó sẽ giảm đi 50%. Mọi người biết khi mà bị mụn mà giảm 50% là quá tuyệt vời. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, nó sẽ không có kích ứng cho da, nó dùng cho da khô và da dầu luôn, và kể cả những cái làn da mà đang bị mụn hoặc bị mụn được nha. Chị nào cần mua thì liên hệ sớm cho em để có một làn da đẹp và tuyệt vời hơn, và mua được những cái dòng hàng chính hãng có chất lượng và đảm bảo về làn da mặt của mấy chị, thì liên hệ cho em qua số là 0355 838 057, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua cho em qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Alice chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là mấy chị có thể là liên hệ qua Zalo bên em qua số là 0933 766 739, hoặc là 0773 339 279 để được đặt hàng nha. Luôn luôn cung cấp hàng chính hãng, giá tốt và luôn luôn tuyển đại lý toàn quốc nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.